Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em dạ âm thanh 5.1 của thương hiệu Philips đến từ châu Âu ha. Dàn này có một cái thiết kế khá điệu đà, đẹp, sang trọng. Những cái loa này được làm đen bóng, một màu đen piano rất là bắt mắt, sang trọng ha. Và hiện tại thì cái dàn này đang chơi full chức năng, ngoại hình còn rất là đẹp. Ngoại hình còn rất là đẹp. Lúc mà mới mua về thì nó còn những cái lớp siêu bọc ni lông mình lột ra, cho nên rất là còn rất là mới. Đó. Đây là hai loa front, hai loa trước, center, và đây là hai cái cây loa surround và hai cái đỉnh và cái đỉnh và cái phần loa này nè, nó có thể tháo rời được. Phần đây là phần thân, còn đây là phần loa. Và nó có thể tháo rời được bằng một cái con ốc vít phía sau. Tháo rời được. Mục đích của cái phần thân này là để nâng cao cái loa, hai cái loa surround này nó có cái chiều cao để mà nó phát ra cái âm thanh nó phóng xa hơn, âm thanh nó nghe hay hơn. Đó. Và cũng như là trưng bày. Còn đây là cái súp hơi của dàn này. À, chiều ngang thì khá hẹp. Chiều ngang hẹp. Kiểu dáng thì hiện tại thì còn đẹp. Có điều là mình ước gì nó to hơn, nó rộng hơn xíu. Nó rộng hơn cho nó cân đối hơn. Thì đây cũng là một cái ý đồ của nhà sản xuất. Tuy nhiên thì người tiêu dùng có quyền được đòi hỏi mà, đúng không? Có thể làm nó rộng hơn chút xíu. Rộng hơn cỡ này nha. Bass đánh thì khá ổn. Mình đã nghe rồi. Tất nhiên mình nghe rồi đúng không? Nghe rồi mình mới review. Bass này thì bass 16, bass để bên hông. Nếu mà nó to hơn thì có lẽ nó sẽ hay hơn. Thì chắc là cũng có cái ý đồ của nhà sản xuất rồi. Phần sau là đẹp. Còn liền lạc. Cái model của dàn này là Philips HTS 3530. 3530 xoẹt 98. Đó. Cái đầu 5.1 này kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn, màu đen. À, nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì phức tạp đó. Nó chỉ có 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 cái nút. 7 cái nút vật lý ở đây. 7 nút bấm ở đây. Nút vặn volume. Rồi, khe hát đĩa CD và DVD. Remote. Remote xin của dàn này. Rồi các loa. 4 ôm ha. Các loa này 4 ôm. Súp này mấy ôm? Súp này 8 ôm nha anh em. Súp 8 ôm nha. Các loa là 4 ôm, còn súp thì là 8 ôm. Đây mình cho mọi người xem nè, cái phần thân của nó nè, phần loa này nè, đó. Tháo con ốc vít này ra là sẽ gỡ cái phần loa này ra được. Tổng công suất của cái dàn này maximum là 600W. Maximum thôi, nó chỉ là maximum thôi. Chứ còn nếu mà chơi ở mức bình thường thì chắc tầm khoảng 300-400W thôi là cùng. Còn maximum là ở điều kiện lý tưởng, chơi hết công suất maximum thì may ra mới đạt được cái hiệu suất đó. Chứ còn bình thường chơi để mà an toàn thì chắc tầm khoảng 200 mấy 300 là cùng, mình nghĩ như vậy. Theo thông số nhà sản xuất thì nó ghi là 600W maximum toàn toàn bộ cái dàn này, thì chắc có lẽ là mỗi loa là 100W maximum đó. Đó. Mỗi ngõ ra của âm ly này là 100W maximum. Mình sẽ cho bạn xem cái đầu máy khi có cắm điện ha. Đó, nó hiển thị là Philips nè. AUX. Cái này mức volume tối đa là 40 ha. 40. Maximum. Cái remote này nó bị liệt ba phím rồi, phím này nó chỉ chỉnh được USB thôi.
đó. Còn ba phím còn lại nó bị liệt hay sao á, mình bấm ở đây so nút nguồn nguồn tín hiệu đầu vào em. Đó, đập đĩa có đĩa bên trong luôn USB đó. Thì nói chung á, là theo ý kiến cá nhân của mình thì dàn này thiết kế đẹp, kiểu dáng đẹp, âm thanh chất lượng. À, bởi vì video nó sẽ có bản quyền âm thanh cho nên mình không có test nha, không có test âm thanh, mình chỉ review kiểu dáng thôi. Kiểu dáng đẹp, à, khá sang trọng đối với cá nhân mình nha, khá sang trọng. Này, âm thanh thì bởi vì đây là dàn công suất vừa thôi chứ không phải là cũng không phải nhỏ cũng không phải là quá lớn. À, mình ước gì cái súp nó bề ngang nó rộng hơn xíu nó sẽ nghe hay hơn, có lẽ nó sẽ hay hơn. Rồi, hôm nay mình chỉ review như vậy thôi các bạn ha.